Cuộc sống là như thế. Buồn nhất là những người sống trong cuộc sống này chỉ lao lên kiếm tiền và kiếm tiền. Bởi vì giàu có là phải giàu yêu thương, giàu có là phải giàu kiến thức, giàu có rồi mới đến giàu tiền bạc. Trong gia đình mình, sự yêu thương nó giống như một mặt trời nhỏ bé chiếu trong trái tim của chúng ta, tỏa sáng, và ánh sáng đó nó sẽ phát xạ ra chạm tới những người mình gần nhất. Nếu như bạn thực sự có cảm động, có tình cảm, yêu thương mình, yêu thương mọi người, mà chưa biết yêu thương người gần mình nhất, đó là bố mẹ, ông bà, người thân của mình, thì thực sự mặt trời nhỏ bé trong bạn chưa thắp sáng, dòng sông yêu thương trong trái tim bạn cũng chưa chảy xiết, bạn sẽ không bao giờ chạm vào chữ động thứ nhất, đó là cảm động.